cầu. Ôi, đánh vào trên cầu à? Đúng rồi, cái cầu này về sau dụng đấy. Và lúc nó nghiêng phải cả này. Trời, vô Ôi trên con sân chưa bắp này. cải kìa. Sư khủng long về hết màu xanh rồi. Ơn cái xấu chứ nhiều luôn. Nhưng mà nó đội mũ lá dứa. Kìa con cái này. Vô hại vô. Là mở trứng ra ấy. Ui à. Ui à. Cứu em gì hay, cứu em gì hay. Không nhìn thấy dân chơi đâu luôn. À, thấy rồi. Em tàn sát của nó là ghê không? Dạ, đánh em rồi. Em tàn sát tụi nó nhà ấy, sao cái cổ nó lộn rồi. Hà cũng tàn sát, Hà cũng tàn sát. Trời trời. Mày không mày. Mày đông quá đi. Cái cầu thì chặt. Rồi, lại để uống nước tăng lực. Ui. Đấm nó nhẹ, đấm nó. Mẹ mày tao sát. Cái bầm. Ơi, con mèo đứng đứng. Ai ui. Ai ui. Ai dân chơi. Mày. Thỏ đi này. Bài. Ôi con thỏ kẹt. Ôi. Bay mẹ dưới nước luôn rồi. Phải. Thằng nào ác ôm nhỉ. Ở nhà đi luôn hả? Hà đi à? Hà bị rơi vào cái góc dây chui mẹ xuống rồi. Trời, chúng mày có bom. Ui xôi ôi. Chúng cầu chật cứ cho quả bom nó đi hết. Ui nghiêng. Bám. Dân trời ơi.
Bên này nó rụng trước đây dân chơi, sang bên trái đi. Ê à. Ui rồi. Ui rồi. Cái này nó mới gỗ kìa. Cày thế. Ném bánh đúng không? Ném bánh đúng không? Chết mẹ mày. Mày ui. Cứ thở. Trời ơi. Chết mẹ mày. Nửa thó vẫn sống được rồi. Cày thế. Người bóc cải đánh em nha. Ui giật 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 giật. Ui giật 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 giật. Quả wow. Rơi à? Ờ nó ném bay luôn. Mẹ vừa tỉnh xong rồi hai người kia đánh em nữa. Mày ui. Gãy mẹ răng rồi. Thôi. Cái thế nhỉ? Đéo chơi map này nữa thì map này. Đấy. Đấy, mấy map kia đang thắng. Vậy đúng hai thằng xanh à? Mình phải lấy danh dự một ván thôi mà. Ôi lại nghiêng nghiêng. Nhảy lên đầu kia nhảy của mẹ đúng luôn. Hà nằm im luôn rồi, Hà nằm im rồi. Hà yên vị rồi. Khó chịu thật, đây là đem cứu nhà. Đừng ném Hà nhá. Nằm im luôn. Đấy, đấy, em chơi chiếc bông uy tín không? Được, được, giờ chơi ơi. Ok. Nên hả, à có nên sang bên đấy không nhỉ? Mẹ bên này. Ui, bên này nó dựng, bên này nó dựng, bên này nó dựng. Ê! Đấy. Mẹ cái map này. Trời ơi, tí xíu rớt dùm chó. Nhìn chó à. Cái thế nhỉ? Mát này sinh ra không dành cho mình rồi. Ôi ngon. Ui cái gì? Tàn sát tụi nó vậy. Mày nghe con chó này. Ui giật. Vậy gì hả? Nó hấp hai đằng. Chúng mày. Ui nó bắn giật. Ui nó bắn. Ui nó bắn. Khủng long giật cực. Ui ui. Chúng dữ. Mày luôn ạ. Mày với mày. Cố lên dân chơi. Ui dồi dân chơi cẩn thận. Cố lên dân chơi. Đấy, còn hai thằng xanh ấy. Đấy, để hạt cứu. Hạt em bánh. Cái gì vậy? Sao nó giật em ngoài vậy? Hạt em bánh. Bom. Ok. Giấy. Hay, nó tuột rồi. Nó rơi. Bam. Hay. Tầm 1 cân 2 đây. Mày một con. Hay dân chơi mày hai con mày ui cút xuống rồi. Khủng long mày nó ném em chơi mày cày thế mày ui ui mày đánh nó nha mày đấm chúng nó một cái gì hả mày à, rồi được rồi thắng rồi chị hai thắng mày đi đấy mày đi đấy
mày. Úi dồi. Cái gì? Úi cái gì? Đấm chúng luôn, cả thắng luôn, thắng luôn, thắng luôn. Mày cút. Mày hay hay hay. Ủa? Ờ như vẫn còn con nữa. Còn con mèo, còn con mèo, còn con mèo. Còn con mèo bên kia, con mèo bên kia, bên kia, bên kia, chị Hà chạy đi, chị Hà chạy đi. Né cho bom ra, né cho bom ra. Ui. Bẻ con mèo. Mèo lì quá. Cày thế nhỉ. Ui ui. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi, sống chết có nhau. Sống chết có nhau. Rồi chơi ơi. Rồi chơi ơi. Con mèo kìa. Kệ nó. Sống chết có nhau. Sống chết có nhau. Rồi chơi ơi. Nó đập á, nó đập đầu vậy. Rồi chơi ơi, sống chết có nhau. Ôi sống chơi ơi. Đây để Hà giúp. Con thỏ đúng không? Mày con thỏ. Ui. Giờ con thỏ ăn bánh trung thu kìa. Đúng rồi, bám đấy đẹp ấy, bám đấy đẹp ấy. Bám đi, bám. Ui 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 ui. Nó ném vô đầu em rồi. Mày. Trời đứa nào thắng nó cũng thắng luôn chị Hà, chỉ của mình là không thắng nè. Ờ. Trông nhỉ? Cái gì đấy? Mày. Mấy con chó còn ở đây. Gặp bạn kìa. Còn chó. Cái má cái kia. Khó chịu thế nhỉ? Sời. Con khủng long em hip hop luôn rồi. Phải. Khủng long hip hop luôn.